Vâng, một chị gái. Ủa, chị xuống rồi. Nào, xem nào. Ủa, làm gì đây? Ủa, ha, đợi xé rồi dạ. Ủa rồi, cẩn thận lui, đúng không? Đấy, cẩn thận, đấy, chị làm được ngay. Một đực, đã lên xe rồi. Nào, xem mày định làm gì đây? Rồi. Cầm cũ quá rồi, đập đi làm lại đi, đúng không? Sao mình cầm mới đi, mình đón Tết cho nó đẹp. Ồ, gì đây? Ồ, làm gì? Ồ, đâm rồi. Vâng, chưa hiểu chuyện gì ra. Nhưng mà tôi thấy con chó chạy rất nhanh. Ông em đi ghê quá. Anh à, đi kinh quá. Ông em đang cay con chó này, đúng không? Phục nó. Này, em đang cay con chó, đuổi con chó thôi. Tưởng là dọa đánh anh là mình hốt quá. Và tiếp theo, làm việc bằng cái đầu. Đấy, bao giờ nó cũng nhàn hạ hơn nhiều. À, cho mày nhìn đi. Cái này anh làm suốt mà, đúng không? Nào, xem anh đây. Nào, kéo đi xem nào. Ra mạnh lên. Ui, thế nào thế? Ui, mạnh lên, kéo có mỗi cái xe tải đâu mà cái gì đâu mà. Này quỳ cao này thì các nhà tuyển dụng thích lắm đây này. Rồi, một sự việc ở cột điện số 69, chúng ta hãy cùng xem. Một cái dàn phơi thì rất nhiều quần xịp, quần nót của các chị em. Và có một thanh niên đã trực chờ đây rồi. Thanh niên này đem gì vậy? Tình hình đang diễn ra khá là căng thẳng khi mà thanh niên này đang liếc mắt đưa tình vào mấy chiếc quần lót rất ghê nhá. Rồi tiến lên rồi, anh đi. Nào, chơi gì đây? Ui, có túi sẵn sàng luôn rồi. Đang ngắm, rồi, rất nhanh, cực kỳ nhanh. Vâng, như vậy là chỉ trong chốc lát thôi, thanh niên này đã tóm ngay mấy cái áo lót và quần lót để mang đi về. Nào, chàng trai, gì đây này? Chuyện chất xe này là cái chuyện rất là bình thường, ngày nào anh chỉ chất nha. Một vài chén rượu anh là vấn đề gì? Phải một lít thì mới tỉnh được nha. Ôi, đấy chưa. Giờ nó bận quá, nó phải tắm cái đi. Rửa giấc cho nó sạch sẽ để chất đi, thì đi chơi nó mới được nha. Cái bẩn thế này là không nên mang đi. Nhìn người ta ngại. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với sự xuất hiện của quái. Anh nhìn nó trong người rồi. Vâng, như vậy là chắc là anh này anh đóng vai một vị thần gì đó. Uấy, anh bay ghê chưa? À, bay, ui, cẩn thận anh nhảy vào đầu em nào. Ui, đây rồi. Ui, rồi, chúa tí rơi. 26 xuân la chào anh em nhá. Ui, vỡ mẹ mồm rồi. Cúc kịp chào. Làm gì đây? Lúc đấy là em tưởng thế là ngầu. Nhưng mà sau đó cứ ký biên bản đi, tính tiếp. Nào, vào đây để anh giỏi cho. Lên đây, cứ lên đi. Lên thoải mái đây, cứ lên đi. Tiếp tục đi, rồi. Rửa xe thôi là đi được mua xe mới này. Ui mày. Đi từ bơ một cái điện thoại mày. Đi đứng như thế không được. Một sự việc tại tàu. Hãy cùng xem đó là chuyện gì. À đây rồi. Dân chơi xuất hiện mở cửa xe đi xuống một cách rất là tự tin. Xe nào xe lùi rồi. Rồi, nhanh lên. Đỗ xe ở dốc mà lại còn kéo phanh tay thì thôi, cái kết là vậy rồi. Mày định giết tao hả? Tiếp theo đã cùng đến với dân chơi nguy hiểm nhất năm 2022 này. Một thanh niên mặc quần bò với áo sơ mi đi giày tây, tụt luôn nhá. Rồi như vậy là anh ấy đang hạ sinh rất nhiều vàng ở đây.
rất nhanh và dứt khoát. Rồi cuối cùng là sao? U đây rồi, kéo lên luôn. Rồi mẹ, không cần phải lau, yeah. Đi mà, ý nhưng mà lại không cần chui. Đấy, tự tin này đúng nha. Đấy. Và để ủng hộ cho những video tiếp theo từ Tin Việt thì các bạn đừng quên đăng ký kênh. Và để ủng hộ cho những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức.